Sau khi ngươi đi, trong phòng chỉ còn lại có một mình ta. Thật ra lúc đó ta đã có ý định. Đông ca, Đông ca, mở cửa đi, Đông ca, Đông ca, mở lên dập lửa đi, Đông ca, chết đi, Đông ca, ngươi có nên chết hay không? Ngươi không có làm hại bất cứ ai. Ngươi không phải là một người đàn bà xấu. Ngươi không phải, ngươi không phải. Đó không phải là sự trừng phạt của trời cao. Đó là con đường chết mà ngươi tự lấy. Đông ca, Đông ca, Đông ca, mau lên, Đông ca, Đông ca, Đông ca, cứu người, Đông ca. Không làm như vậy, ta trốn ra khỏi phủ Ô La Bối Lạc. Ngày đêm đó ta đã mướn một chiếc xe kéo trở về Diệp Hách. Nhưng đợi tới lúc ta trở về Diệp Hách mới phát hiện phủ Bối Lạc không còn là nhà của ta. Có em ở đây, các cát nhất định phải về. Cho dù Nhị Ca không có hận ta đi nữa, Nữ Nhĩ Hà Xích biết được ta vẫn còn chưa chết. Bây giờ xem chút quên mất, hay là cô đi kiến Châu đi. Hai người đã lâu không gặp mặt, hơn nữa bây giờ là lúc đoàn viên đó. Hân Ni Nhã, ngươi suy nghĩ quá đơn giản đi. Ta không thể ở lại Diệp Hách, cũng không thể trở về Kiến Châu. Sao lại như vậy? Bởi vì ta sẽ là ngòi nổ giữa họ với nhau. Còn bố Chiến Thái, em cảm thấy ông rất là tốt. Ông ta là một người đáng thương. Đáng thương? Bố Chiến Thái không có phải là người xấu, nhưng mà hắn nhát gan và nhu nhược quá. Tưởng rằng mình có tiền là có thể có tất cả, nhưng hắn đã lầm rồi. Đây là thế đạo của cường quyền, không làm con dao thì làm thịt cá. Một người đàn ông không có can đảm đợi chờ người đó là một cái tai nạn. Huống hồ tình cảm không thể miễn cưỡng được. Ngay cả đối với mình, ta không bao giờ yêu hắn. Ta không thể trở về bên mình của hắn. Các cát, những ngày tháng như vậy năm sau sống được đây? Khỏi cần lo cho ta. Ở đây có một lão bá rất là tốt với ta. Ta ở chỗ này sống một cuộc sống tự do tự tại của ta. Em không tin. Các cát, em tới ở với cô. Không, ở gia đình Diệp Hách bây giờ chỉ còn có một mình Nhị Ca thôi. Có người bên mình của ảnh thì ta vui mừng tới đáy lòng đó. Nếu như người vì ta thì đừng có rời xa Nhị Ca. Hãy về đi. Về khuya quá ảnh sẽ hỏi đó. Em đi nha, giữ gìn sức khỏe. Em sẽ trở lại thăm ca ca. Đại ca, đại ca, nghe nói định đức công hạ đặc bộ. Em nghĩ thế nào? Hay thật đó. Bây giờ Diệp Hách và Ô La đang kết minh, chúng ta đánh được mũi tên đó, nắm lấy Hà Đạt, hợp sức với Quan Nhĩ Tâm. Chuyện này đây, Kim Đại Kiết chứ bảo cũng không ngờ. Còn nhớ trong binh pháp cái đó gọi là diễn giao cận công. Phải phải, diễn giao cận công. Lấy được Hà Đạt rồi, tấn công Quy Phát rất dễ dàng. Một khi thống lãnh được hai bộ tộc đó, chúng ta đã thành thế rộng kèm kẹp của Diệp Hách và Ô La. Nếu như vậy, chúng ta muốn đánh lúc nào cũng được, có phải vậy không? Hà quản lý của ta tiến bộ rất là nhiều. Đại ca, Quan Tiêu Phong đó nhất định để dành cho em. Anh này đã hứa với Thư Nhĩ Hà Tề rồi. Nhưng mà đừng có phái anh ta. Tại sao vậy? Ảnh từ lúc về đây đến giờ lúc nào tinh thần cũng không thoải mái. Nghe nói ảnh còn mấy lần gây với Na Trẻ nữa đó. Không cần thông báo. Thư Nhĩ Hà Tề, anh đến thăm em nè. Đại ca, sao khuya quá vậy? Hà Tề đâu? Anh em chúng tôi lâu lắm rồi không muốn gặp nhau, uống rượu cho thật đã. Nó đã ngủ được chưa hả? Ảnh vừa mới nằm xuống. Đại ca, anh biết em còn chưa ngủ. Xem anh đã đem gì đến đây. Rượu ngon của Ô La đó. Nè, tới đây, chúng tôi uống say đi nha.
Na Thị Á thật sự giỏi quá. Chưa gì để biến thành bàn đồ ăn tới vậy rồi. Còn chưa ăn làm sao biết là ngon. Đợi ăn vào sẽ thấy nó không có một cái mùi vị gì hết. Lý là cái lý đó, nhưng món ăn của Na Thị Á nấu chắc chắn khiến cho người ta ăn sẽ khen đó, có phải không? Hai anh uống trước đi, phía sau còn có đồ ăn. Nè, rượu của Âu Lan ngon lắm đó, uống thêm vài ly đi. Ừ, nói tới Âu Lan, em nghĩ đến cậu. Hôm đó anh thả mình cậu, đó là chuyện cuối cùng anh làm cho Đông Ca. Anh muốn quên cậu hả? Đại ca, em đang hỏi anh. Thưa Nhĩ Hà Tề, tại làm sao sẽ vết thương mới vừa lành ra nữa chứ? Để nói đừng nhắc đến cô ta mà. Nè, cạn ly. Vết thương của anh đã lành, nhưng vết thương của em vẫn còn chảy máu. Tuy là cậu đã chết, nhưng em biết cậu hết lòng thương anh. Còn em thì sao? Tư cách nhớ cổ cũng không có. Cười nhạo em hả? Đông Ca đã đi rồi, không lẽ em đây vì một người đã qua đời để rồi ghen tương nữa hay sao? Em thật sự không hiểu tại sao ông trời thiên vị tới như vậy, trao hết tất cả tình yêu cho anh. Còn em, không có người con gái nào yêu em giống như là yêu anh vậy. Thưa Nhĩ Hà Tề, em thật là tham quá đi. Na Tề Á không phải thương em lắm hay sao? Cậu yêu em. Đúng rồi, cậu yêu em. Cho anh biết, giữa em và Na Tề Á đã xảy ra chuyện gì? Không gì. Em và cổ không có chuyện gì. Nếu như em xem anh là anh thì em hãy nói thật đi. Từ lúc em và Na Tề Á từ kinh thành về đây, anh để ý được mấy phần rồi. Có lời gì đừng có đè nén trong lòng nữa. Đại chiến trước mắt, anh lo cho em và Na Tề Á có phải dính líu gì đến Lý Như Bách nữa hay không? Anh đừng nhắc tới hắn nữa. Tại sao vậy? Đừng hỏi, em không muốn nhắc tới cái tên đó. Tình hình trước mắt, anh nghĩ em đã hiểu rõ mọi bố trí và tính toán của chúng ta. Ổn định Lý Như Bách, đó là một điều rất là quan trọng. Anh không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì. Em biết, anh lúc nào cũng bận tâm về chuyện này. Hắn không phải đã hứa rồi sao? Hứa hẹn hả? Ở trong triều trên trên dưới dưới, có người nào tin tưởng được đây? Cho anh biết, em và Lý Như Bách đã xảy ra chuyện gì? Em hãy nói cho anh biết đi, hả? Hãy nói cho anh biết đi. Phải nói thế nào đây? Chính miệng của em nói cho anh nghe. Hoàng Bích Quy Triệu. Cái gì mà Hoàng Bích Quy Triệu chứ? Hắn tưởng em khờ sao? Em si tình, hắn đang cười em đó. Em nói Na Tề Á và nó, em đã trao người em yêu quý nhất. Giờ trong lòng của hắn, em không phải là người. Không phải là người. Em là súc sanh. Em chính là súc sanh. Em là súc sanh. Trời đất bất dung, em là súc sanh đó. Em chính là đồ súc sanh. Em đem người con gái em yêu trao cho nó,
Em là súc sanh, em không phải là người. Em biết em là súc sanh mà. Em là súc sanh. Tại sao em lại làm như vậy? Tại sao? Uống rượu đi. Tại sao vậy chứ? Uống rượu vào quên tất cả mà thôi. Tại sao em lại làm như vậy? Anh không có tin Na Tả và Lý Nhân Bách có chuyện gì. Chắc em đoán mò mà thôi. Em không đoán sai. Anh không nhìn thấy ánh mắt của họ đâu. Anh không thể nào tin được. Em hận bản thân của mình. Em không nên cưới người con gái không có yêu em. Ai nói cô không có yêu em? Ai nói gì? Cô không thương em biết. Em hiểu mà. Em cho rằng cô ta yêu Lý Như Bách hả? Đó là tình yêu. Đại ca, anh đừng có làm bộ giấu em nữa. Người mà Na Tài Á yêu chính là anh đó. Để nói về bạn nữa rồi phải không? Em muốn sai rồi. Anh khẳng định Na Tài Á không có thương anh hả? Nếu không thương anh, cổ không bao giờ đi gặp cái tên súc sanh nữa đâu. Anh có dám nói là không bao giờ anh yêu cổ hay không? Mấy lần cô bỏ mạng giúp anh, mấy lần cô hy sinh giúp anh, cho đến bây giờ tất cả những gì cô làm chính là vì anh đó. Đừng có nói nữa. Uống đi. Uống đi. Đừng có nói gì hết. Hãy uống đi. Nếu như không uống, không phải là anh em đâu. Em phải nói. Em phải nói tất cả. Người thứ hai em hận nhất chính là anh. Anh đã yêu Na Tài Á, nhưng mình không cưới cổ. Anh lại đẩy cô qua cho em. Còn em lại thương Đông Ca, nhưng mà lại muốn giành lấy. Anh đã giật Đông Ca của em. Thứ gì hả Tây? Em hãy mang lời tội bại đó của em, từng chữ một, thu hồi lại hết đi. Không bao giờ. Đó là những dòng nén bực tức bao nhiêu năm nay của tôi. Cho dù anh giết chết tôi, anh không bao giờ bịt miệng được tôi đâu.